nói nha. Ok. Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Tống Gia Vĩ và đây là đạo diễn Đỗ Nam cùng với Huy Vũ là quản lý của Tống Gia Vĩ và bên đây là ca sĩ Đường Tuấn Khang. Chúng ta hiện đang có mặt ở tại Phú Mỹ Hưng, hôm nay thực hiện cảnh quay đêm. Mà quý vị biết tại sao hôm nay tới Tống Gia Vĩ và Đường Tuấn Khang đang mặc hai cái áo có vẻ là cái mùa đông không ạ? Tại vì hôm nay mình thực hiện cái ca khúc này ngay trong dịp mùa đông, tiếp xúc xe lạnh. Cho nên là cũng muốn là hai anh chàng mặc hai cái áo này cho tới mùa đông một chút xíu, cho cảm giác ấm áp hơn. Và đây là một ca khúc chắc chắn là Vĩ và Đường Tuấn Khang cũng rất là hài lòng. Không biết Vĩ sẽ muốn nói gì về ca khúc này? Lần đầu tiên là một ca khúc rất là hài lòng. Ca cái đường hai kia là có nhiều bài rồi, nhưng mà lần đầu tiên anh em chọn những ca khúc rất là hài lòng và đầu tư tương đối nhiều vào kỹ lưỡng này. Còn anh thì có muốn nói gì là lần đầu tiên anh hát Tống Gia Vĩ đâu mà anh thì hát với Tống Gia Vĩ cũng là nhiều lần rồi. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ cho em mới đây của hai anh chàng ca sĩ dễ thương đây. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đạo diễn rất là nhiều. Đạo diễn cực lực lắm, sáng giờ là từ lúc dậy lúc từ lúc 4 giờ sáng. Và ekip làm phim này cũng là ai cũng là cũng bận rộn hết từ lúc từ 4 giờ sáng cho tới tận bây giờ. Tận bây giờ ai cũng rất là đuối lắm rồi. Nãy giờ đạo diễn cũng có tranh thủ ngủ trên cái đá anh Vũ ngủ trên xe. Trên xe thì được 7 phút. Đến bây giờ thì các bạn thấy là khi Phố Thiện lên đèn rồi nhưng mà vẫn còn làm việc, nghệ sĩ rất cực, cho nên rất mong là các bạn hãy ủng hộ. Chào mọi người, bye bye.